Nói đi em. Alo. Hola. Cho một tràng pháo tay cho đội 6 đi. Anh chán. Nói. Đâu giờ? Nhìn cái mâm quả nó rất là đơn giản, chỉ có một trái bưởi hình ông địa, à không phải, hình mặt của ông địa. Ta đang nở một nụ cười rất là hạnh phúc tại vì ông địa bữa nay được lên thăm chị Hằng rồi, chứ không có chơi ông cụi nữa. Rồi rồi nhóm phụ huy đội nhóm sáu, nhóm sáu làm nhóm sáu là design trên đầu cái bưởi có một cái nón làm bằng trái mận. Không phải nhiều khi nhìn nhận thấy cái khác không? Thông điệp của đội 6 là hãy luôn luôn tươi cười, vui vẻ. Vui vẻ. Bài sẽ kiếm tiền sẽ chở đứa con của các